chiếm gần một nửa trong số 6 triệu người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Và thưa quý vị, The World This Morning bây giờ sẽ có sự phần tham gia của tiến sĩ Bùi Duy Tùng, là giảng viên kinh tế của trường đại học RMIT Việt Nam, để cùng thảo luận về những đóng góp to lớn của kiều bào thông qua nguồn kiều hối, cũng như là các chiến lược để khai thác hiệu quả nguồn lực to lớn này và quan trọng này. Anh Bùi Duy Tùng cũng vừa có một cái báo cáo trình bày những nghiên cứu của anh về chủ đề kiều hối. Trước tiên thì hiện tại cái dòng kiều hối mà chảy về Việt Nam đang qua những cái kênh nào và được quản lý như thế nào ạ? Trước tiên thì dòng kiều hối chuyển về Việt Nam thì sẽ được chuyển về theo hai kênh. Yeah. Thứ nhất là kênh trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp có nghĩa là người dân, người Việt định cư nước ngoài có thể mang trực tiếp ngoại tệ về Việt Nam. Yeah. Kênh gián tiếp là thông qua các tổ chức chuyển tiền, chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng thương mại. Yeah. Thì đây nó là một cái kênh chuyển tiền chính thức nhất. Thì người dân có thể nhận kiều hối tại các ngân hàng thương mại hoặc là thông qua tài khoản. Thì hầu như là rất nhiều các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, chẳng hạn như là Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Sacombank đều có các dịch vụ nhận kiều hối. Ngoài ra thì người dân có thể nhận kiều hối thông qua các công ty chuyển tiền, chẳng hạn như là Western Union là một công ty rất là nổi tiếng từ trước tới bây giờ, hoặc là MoneyGram, hoặc là TransferWise. Và gần đây nhất là có những cái ứng dụng fintech cho phép người dân có thể nhận kiều hối, chẳng hạn như là Momo hoặc Zalo Pay, họ đều có những cái dịch vụ nhận kiều hối. Tuy nhiên thì cái kênh ngân hàng do cái mạng lưới rộng khắp cho nên nó là một cái kênh gọi là có cái tỷ trọng lớn nhất khi chuyển kiều hối về Việt Nam. Về quản lý kiều hối tại Việt Nam thì gần như ngân hàng nhà nước có một cái cơ chế quản lý rất là thông thoáng về vấn đề kiều hối. Chẳng hạn như là khi mà người dân nhận kiều hối thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Và bên cạnh đó thì người dân được quyền lựa chọn là mình có thể nhận Việt Nam đồng hoặc là nhận bằng ngoại tệ đều được hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một số cái quy định hết sức là minh bạch và rõ ràng về cái việc đó là rửa tiền hoặc là những cái hoạt động phi pháp, thì ngân hàng nhà nước và nhà nước Việt Nam đều có những cái quy định để góp phần ngăn chặn những hành động phi pháp. Dạ, và rà soát những cái giao dịch mà nó nghi ngờ. Đúng rồi, nghi ngờ. Là có những cái mục đích sai. Và hàng năm đó thì ngân hàng nhà nước cũng công bố một cái số lượng kiều hối trung bình về Việt Nam trong năm đó, và chúng ta thấy rằng là càng ngày thì cái khối lượng dòng tiền kiều hối ở Việt Nam thì càng ngày càng tăng. Và như vậy thì hiện tại chúng ta có một cái giải pháp nào đó để mà tối ưu hóa cái tiềm năng từ cái nguồn vốn này, cũng như là chúng ta làm sao mà để, tức là thông qua những cái chính sách hiện tại đã có chưa, để mà có thể giúp chuyển đổi dòng kiều hối này thành một cái khoản đầu tư mà nó mang tính hiệu quả lâu dài hơn. Để tối đa hóa được cái tiềm năng của kiều hối thì theo tôi thì hiện tại Việt Nam cần chú trọng xây dựng những cái giải pháp tài chính, những sản phẩm tài chính linh hoạt hơn để có thể thu hút được cái nguồn vốn kiều hối tốt hơn nữa. Thì theo thống kê thì trong giai đoạn vừa qua thì gần như là kiều hối chuyển về Việt Nam hàng năm đều có một sự gia tăng trung bình là 7% một năm. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta cũng đang cần phải xây dựng thêm những sản phẩm tài chính linh hoạt hơn. Một trong những cái sản phẩm mà tôi cho rằng là rất là tốt mà chúng ta đã xây dựng được đó là các ứng dụng fintech, chẳng hạn như là Momo và Zalo Pay. Thì đó là một cái bước cải tiến lớn, chẳng hạn như là Kenya, họ cũng đã xây dựng được một cái giải pháp tài chính linh hoạt để giúp cho cái việc chuyển tiền kiều hối từ nước ngoài về quê hương trở nên dễ dàng hơn. Thì đó là một trong những cái giải pháp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải xây dựng thêm những cái sản phẩm đầu tư khác để phù hợp với kiều bào, chẳng hạn như là các quốc gia khác như là Israel và Ấn Độ, họ đã có những cái sản phẩm tài chính chẳng hạn như là trái phiếu kiều hối, huy động được một cái nguồn lực rất là lớn từ nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở trong nước. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể xây dựng những cái sản phẩm, chẳng hạn như là mình có thể xây dựng những cái quỹ quản lý kiều hối nè, rồi quỹ quản lý đầu tư bất động sản cho kiều bào, hoặc là những cái quỹ nó mang tính chất ủng hộ những cái doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ khởi nghiệp để kiều bào có thể đóng góp vào cái quỹ đó, và từ cái quỹ đó sẽ giúp kiều bào đầu tư. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái quỹ thì
người có ít tiền cũng đầu tư được, mà người chuyển nhiều tiền thì cũng đầu tư được. Còn trái phiếu thì nhiều khi là cái khối lượng mua nó phải đạt đủ khối lượng, thì sẽ một số người mà chuyển ít tiền thì họ sẽ gặp trở ngại hơn trong cái việc đầu tư trái phiếu. Thì cần vì vậy thì mình cần phải xây dựng những cái sản phẩm tài chính linh hoạt. Tuy nhiên tất cả mọi sản phẩm tài chính theo tôi là để được thành công thì nó phải có một cái sự minh bạch. Cái sự minh bạch là một cái sự rất là quan trọng, tại vì thông tin nó là một cái yếu tố quan trọng khi mà người dân ra quyết định, ngay cả kiều bào họ cũng sẽ ra quyết định dựa trên thông tin. Chẳng hạn như là thị trường trái phiếu Việt Nam những cái năm trước đây thì có một số cái rủi ro, chẳng hạn như là những trường hợp của công ty Tân Hiệp Phát hoặc là FLC hoặc là một số công ty bất động sản khác, thì do rất là nhiều người dân đã bị ảnh hưởng bởi những cái sự việc là thiếu thông tin, dẫn tới họ quyết định đầu tư sai lầm. Thì cái sự minh bạch khi mà chúng ta xây dựng những sản phẩm tài chính là một điều rất quan trọng. Khi chúng ta xây dựng những sản phẩm tài chính chẳng hạn như trái phiếu kiều bào thì mình cần phải tập trung vào những cái dự án cụ thể, ví dụ như là trái phiếu này được sử dụng cho mục đích gì, mình xây dựng metro hoặc là mình đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng hoặc là đầu tư vào phát triển đường chẳng hạn như vậy, và những cái phương án thu phí như thế nào để nhằm đảm bảo rằng thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái địa phương khác có đủ nguồn lực tài chính để mà hoàn trả cái nghĩa vụ trái phiếu đối với nhà đầu tư. Trong cái báo cáo gần nhất của anh thì anh cũng có nhắc đến một cái đề xuất, đó là cần phải nắng dòng kiều hối. Nghĩa là cái ý tưởng mà làm sao mà chúng ta điều hướng cái dòng vốn vào những cái khu vực, lĩnh vực mà phát triển quan trọng của Việt Nam, của đất nước, là một cái việc quan trọng như vậy, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để mà, vì sao chúng ta cần phải làm như vậy? Cái cụm từ nắn dòng kiều hối, nghĩ cái thuật ngữ nắn dòng rất là phù hợp với trong cái tình huống này, tại vì kiều hối thực chất là cái khoản tiền mà kiều bào đóng góp lại, thì họ sẽ có tùy cái họ sẽ có cách sử dụng riêng với là tùy cái nhu cầu của họ. Mà trước giờ chỉ là nhu cầu về tiêu dùng cá nhân thôi, đúng là không? Chủ yếu là trước đây thì khi kiều bào chuyển tiền về thì mặc dù chưa có thống kê chính thức, nhưng mà chúng ta thấy được là kiều hối được sử dụng để tiêu dùng cá nhân, để đầu tư bất động sản, để kinh doanh hoặc là để tiết kiệm đó. Thì tất cả những cái hoạt động đó, tiêu dùng hoặc là đầu tư hoặc là tiết kiệm, thì nó đều mang lại cái ảnh hưởng tích cực lên tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên thì để chúng ta, nếu mà chúng ta muốn có một cái tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững hơn và ổn định hơn, thì chúng ta có thể gọi là hướng cái nguồn tiền kiều hối vào những cái mục đích, vào những cái dự án phát triển cơ sở hạ tầng rõ ràng hơn, thì từ đó cái tính chất lan tỏa, cái tác động lan tỏa nó sẽ tốt hơn lên tăng trưởng kinh tế. Một trong những cái ví dụ rất là đơn giản, đó là chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã huy động được hơn 9 tỷ đô la kiều hối, là chiếm khoảng 60% kiều hối trở về Việt Nam. Và cái 9 tỷ đô la đó thậm chí là lớn hơn gấp 2 lần hoặc gấp 3 lần cái nguồn vốn FDI đổ vào thành phố Hồ Chí Minh. Cái dữ liệu đó cho thấy rằng là kiều hối nó là một trong những cái nguồn vốn rất là quan trọng. Và nếu mình tận dụng được cái nguồn vốn đó để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho thành phố, thì đó là một trong những cái nguồn lực lớn để phát triển. Và về phía kiều bào thì họ cũng thấy rằng là cái đồng tiền của họ nó cũng có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn khi mà đóng góp vào cái việc xây dựng, phát triển cũng như là những cái dự án quan trọng của đất nước. Và đối với lại những cái sản phẩm tài chính như là anh nói ban nãy, là quỹ đầu tư dùng dòng tiền kiều hối hay là các trái phiếu kiều bào, thì hiện tại bây giờ về mặt chính sách cũng như là về các cơ quan quản lý, họ đã có những cái bước nào có thể gọi là bắt đầu triển khai hoặc là đã phát triển tới cái mức nào rồi ạ? Về vấn đề chính sách thì hiện tại tôi nhận thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố đi đầu trong vấn đề xây dựng và đề xuất những cái chính sách để có thể huy động cái nguồn lực kiều hối tốt hơn. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nghị quyết 98 để từ đó huy động thêm nguồn lực kiều hối cho đến năm 2030. Thì dựa trên cái nghị quyết mới thì chúng ta có thể xây dựng những cái sản phẩm tài chính linh hoạt
để giúp thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội hơn trong việc huy động và sử dụng cái nguồn lực kiều hối từ nước ngoài. Dạ. Yeah. Như vậy thì câu hỏi cuối cùng thôi, thì anh kỳ vọng là cái sự đón nhận của kiều bào đối với lại những cái sản phẩm tài chính mà có thể tối ưu hóa được cái nguồn lực vàng từ kiều hối thì nó sẽ như thế nào? Xét về khía cạnh kiều bào thì cũng như là một nhà đầu tư. Yeah. Thì khi chúng ta đầu tư thì mình sẽ nghĩ tới vấn đề đó là tỷ suất sinh lợi của chúng ta là như thế nào. Hmm. Thì rõ ràng trở lại câu chuyện mà tôi đã trình bày hồi nãy, đó là một trong những cái điều kiện tiên quyết để kiều bào có thể đón nhận được những cái sản phẩm tài chính mới được xây dựng, đó là cái sự minh bạch trong thông tin, để giúp kiều bào hoặc là để nhận được cái sự tin tưởng từ kiều bào. Thì tôi nghĩ là khi xây dựng một cái sản phẩm nào đó, cái sự minh bạch là một điều hết sức quan trọng. Chúng ta phải minh bạch từ việc mục đích của sản phẩm đầu tư là như thế nào, cái phương án trả nợ và phương án hoàn trả lãi vay như thế nào, và cái nguồn trả nợ tới từ đâu, cái chuyện đó mình phải minh bạch. Nguồn trả nợ, chẳng hạn như chúng ta đầu tư xây dựng một cái dự án BOT thì cái kế hoạch thu phí như thế nào, trong bao lâu, và cái nguồn tiền để hoàn trả là nguồn tiền tới từ kinh doanh, hoặc là nguồn tiền tới từ một cái tài sản đảm bảo nào đó, hoặc là nguồn tiền tới một cái sự bảo lãnh chẳng hạn của chính phủ. Thì khi chúng ta minh bạch tất cả thông tin như vậy thì rõ ràng là đứng dưới góc độ nhà đầu tư thì chúng ta sẽ yên tâm hơn trong việc đầu tư vào những cái sản phẩm tài chính. Tại vì kiều bào thông thường họ là những cái người sinh sống ở nước ngoài, thì ở trên thị trường nước ngoài thì tất cả sản phẩm tài chính thì thông tin rất là minh bạch. Thì chúng ta Việt Nam cũng phải xây dựng một cái sự minh bạch thông tin như vậy để nhằm thu hút được cái sự đóng góp từ phía kiều bào. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và nếu như quý vị có bất kỳ những cái câu hỏi cũng như là những cái vấn đề thắc mắc nào liên quan đến đầu tư từ dòng kiều hối thì cũng có thể để lại câu hỏi cho chúng tôi ở phần bình luận bên dưới. Và vừa rồi là tiến sĩ Bùi Duy Tùng, giảng viên kinh tế của trường Đại học RMIT Việt Nam.